Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về cách đếm hình tứ giác lớp 2, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình tứ giác cho các bạn thấy, các bạn quan sát. Hình như thế này mới gọi là hình tứ giác nè, được chưa? Vậy hình tứ giác là hình tứ là 4, giác là hình, được chưa? Vậy hình sẽ có đặc điểm cái gì cũng 4, được chưa? Bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình tượng trưng thôi. Còn bạn nào muốn hiểu rõ hơn về một cái hình tứ giác như thế nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới giúp mình, để mình sẽ có một bài riêng về tứ giác thôi. A, B, C, D. Đây gọi là hình tứ giác. Hình tứ giác là hình chỉ cần 1, 2, 3, 4. 4 gì ạ? 4 đỉnh. 1, 2, 3, 4. 4 gì ạ? 4 góc. 1, 2, 3, 4. 4 cạnh. Cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD và cạnh AD. Ok chưa? Đó, hình dung chưa? Hình dung chưa? Cứ cái hình nào có 4 cạnh, 4 góc, 4 đỉnh là hình tứ giác, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái ví dụ. Ví dụ về một cái hình, các bạn kiểm tra giúp mình coi hình này có bao nhiêu tứ giác nha. Đây. Được chưa? Thì để biết bao hình này có bao nhiêu tứ giác thì bước 1, các bạn nhớ giúp mình bước 1 đó là đánh số thứ tự. Đánh số thứ tự. Thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Ok chưa? Bắt đầu đánh nè. 1, cái hình này 1, hình này 2, hình này 3, hình này 4. Ok chưa? Rồi, bước 2, bạn đếm. Thì đếm thì bạn đếm theo thứ tự nè. Thứ nhất là hình đơn trước. Hình đơn là hình số 1 nè, hình số 2, hình số 3, hình số 4 gọi là hình đơn. Sau đó hình đôi. Hình đôi là hình hai số ghép lại, 2 1 2 nè, 1 3 nè, 2 4 nè, 3 4 nè, được chưa? Rồi hình 3, sau đó hình 4, hình 5, vân vân. Thì cách đếm hay là cách đánh số thì các bạn cũng nhớ giúp mình từ trái sang phải. Trái sang phải nè. Và từ trên xuống dưới. Đó, nhớ giúp mình. Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đếm. Thì đếm hình đơn trước, hình đơn. Hình đơn thì các bạn, một là các bạn liệt kê ra hết, xong các bạn chọn hình nào là hình tứ giác. Bây giờ mình liệt kê nha. Hình đơn thì có hình số 1 nè, số 2, số 3 và số 4. Được chưa? Bây giờ mình lấy cái bút đỏ, cái nào mình khoanh tròn lại là mình nhận đó là hình tứ giác, còn cái nào mình gạch chéo là coi như cái hình đó không phải là hình tứ giác, được chưa? Hình số 1 là hình gì ạ? Tam giác, bỏ. Hình số 2 ạ? Tam giác, bỏ. Số 3 ạ? 1, 2, 3, 4, 4 cạnh. Ok. Số 4 ạ? 4, 1, 2, 3, 4, 4. Ok. Ok chưa? Sau khi hình đơn xong rồi các bạn sẽ tới hình đôi. Hình đôi thì các bạn cố gắng lựa những cái hình đôi nào gần nhau. Để tạo ra một cái hình thì các bạn phải lựa những cái hình nào gần nhau. Thì số 1 đi với số 2. Thấy chưa? Số 2 đi với số 4 nè. Số 1 đi với số 3 được nè. Đó. Và số 3 đi với số 4. Thì các bạn nhớ giúp mình 1 đi với 2 thì 2 đi với 3 cũng là một hình thôi nha các bạn. Hoặc là 2 đi với 4 hay là 4 đi với 2 thì cũng là một hình thôi. Đây chưa? Đó, các bạn quan sát, các bạn nhớ giúp. Đây, 1 với 2 thì các bạn lấy cái thước các bạn che lại. 1 với 2 đây. Hình gì ạ? Tam giác, bỏ. Tiếp tục 2 4 hình gì ạ? Che lại, tam giác, bỏ. Tiếp tục 3 1 với 3, 1 với 3 cái thước che lại, tam giác, bỏ. 3 với 4, 3 với 4 hình gì ạ? Hình tứ giác. 1 2 3 4. Ok. Nhận khoanh tròn lại. Tiếp tục đó là hình ba thì mình nhìn vô 1 2 3 hay là 1 3 4 hay là 3 4 1 thì những cái hình này nó ra một cái hình gì đó mà tới nó không phải là hình tứ giác nên mình bỏ qua luôn. Tiếp hình 4 là 4 số 1 2 3 4 rồi. 1 1 2 3 4 là hình to này, được chưa? Nó là hình gì ạ? Tam giác, bỏ. Vậy hình tứ giác của mình có bao nhiêu hình ạ? 1 2 3 3 hình tứ giác.
Dạ, ok, ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái bài tập. Các bạn kiểm tra giúp mình coi hình tứ giác bên trái này có bao nhiêu, một cái hình bên đây có bao nhiêu hình tứ giác chứ. Xin lỗi nha. Rồi, mình cho hình rất đơn giản thôi các bạn. Đừng có cố gắng tìm ra những cái hình phức tạp mà giải nha các bạn. Cố gắng hiểu thôi. Rồi, đây. Rồi, các bạn kiểm tra giúp mình coi hình bên trái này có bao nhiêu hình tứ giác nha các bạn. Rồi các bạn comment ở phía dưới cái clip giúp mình để mình kiểm tra coi các bạn nào có hiểu bài hay không. Nghe chưa? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.